Mùa hè đến rồi nên pháp sư đã tung ra một chương trình khuyến mãi cực kỳ khủng cho các anh em, đó là giảm giá đồng hồ 109k còn 99k, còn cực sốc hơn nữa khi mua 4 áo trở lên pháp sư sẽ tặng cho các em một cái đồng hồ báo thức luôn. Còn chần chờ gì nữa mà không ghé ngay shop áo thế vũ.com để sẵn hàng các bạn ơi. Ở tập trước khi thấy trăng tròn, ông bà dê lại lo sợ về chuyện đã xảy ra 22 năm về trước, đó là 404 và 606 đã bị biến đổi thành san sói và không kiểm soát được bản thân mình. Và điều lo sợ ấy đã thành hiện thực, 404 và 606 đã bị biến đổi. Không những vậy, 707 và 505 cũng chung số phận vào đêm trăng tròn. Dĩ nhiên, lúc này cả bốn san đều không tự chủ được bản thân và gây ra sự nguy hiểm rất lớn cho những người xung quanh, thậm chí là cả người thân yêu của mình. Có đôi lúc san sói cũng có thể kiểm soát bản thân mình, nhưng rất ít. Điều đang nói là 404, 505, 606 và 707 đều là những san cực kỳ mạnh. Liệu bốn san này có hỗn chiến với nhau hay không? Hay ai có thể ngăn cản bốn san sói này? Mời các bạn xem tập 139 này nhé. Tập 139, 40 sói và 70 sói, ai mạnh hơn? Lâu lâu tập phim có ngày bình yên, khỏe quá. Bởi người ta chó cắn tôi, cứu xanh với pháp sư ơi, chó dưới xanh nè. Bởi người ta chó cắn một bộ xương. Gì vậy trời? Thì chó nó đang với em chứ là cái gì nữa pháp sư. Em chọc chó gì ra sao? Em chọc nó hồi nào? Chứ sao nó gượt em dữ vậy? Chó nào mà không biết gặm xương. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu. Ui, chết cha rồi pháp sư ơi. Con chó nó nắm áo em rồi nè pháp sư ơi. Cứu em. Trời ơi, cứu, con chó này nó ác quá trời luôn. Hình như không phải con chó đâu. Hả? Chứ là con gì pháp sư? Con... chắc là con... con ba. Hả? Con ba ba hả? Ui nha. Ui, ai vậy? Hả? Ba? Ủa sao ba ở đây? Ôi nhưng mà con chó nãy đâu rồi? Mày đâu mày? Mày chạy đâu rồi? Mày bị... dạ? Hả? Bị biến đổi hả? Tất nhiên là con sẽ bảo vệ mọi người rồi. Nhưng trước tiên ba phải giúp con một chuyện mới được đó. Mà bắt chó giùm con đi, sáng giờ nó dí con quá trời luôn á. Con cài nó dữ lắm luôn rồi ba. Ủa, mất tiêu luôn rồi. Kìa, pháp sư, giờ tính sao? 404, 505, 606, 707 đều bị biến đổi hả? Biến đổi luôn rồi. Căng vậy ta? Căng như dây đàn luôn á. Nhưng mà giờ kiếm ở đâu? Em cũng biết kiếm đâu ra nữa. Như là... Ôi! 404 kìa! Ôi! Chó kìa! Đem! Thôi kệ, kệ đi! Kệ gì? Nó dí em sáng giờ á! Thôi, cứ đi theo, đi theo, đi theo! Đi. Ủa? Kỳ á? Mới thấy đứng đây mà ta? Ủa? Mới thấy đây, đâu mất tiêu rồi? Là 404, chứ không phải 40 biến, sao biến nhanh dữ vậy? Hả? Ủa? À, thì ra là mày. Hồi sáng đến giờ mày dí tao đúng không? Được rồi, bây giờ tao sẽ cho mày biết tay tao. Thôi, em tha nó đi, nó là con chó thôi mà. Sao mà tha được? Nó dí em chảy sức quần luôn á. Thôi, tội nó, tha cho nó đi. Thôi được rồi, tao hỏi mày nè. Tao có đẹp trai hay không? Nếu mày im lặng là mày đồng ý, nếu mày không đồng ý là mày sẽ cắn tao. Trời ơi đừng có cắn nó nữa mà. Trời ơi, đẹp trai mà làm gì cắn như vậy. Mày đồng ý giờ nó cắn quá mà, cho em sống trai quá đó Xanh ơi. Trời ơi là trời ơi. Trời ơi là trời. Alo nha. Tôi cũng gỡ đi mà. Trời ơi, con
vụ gì vậy? Thôi, nhớ hôn quá à. Vậy mà ai bỏ rơi mày không biết nữa. Hay về nhà ở với tao nha. Nè, tao về, cho mày ăn thịt vô mày. Ê, vậy cuối cùng tao có đẹp trai không mày? Ê, đừng có nói láo nha. Nói láo là xấu lắm á. Ê. Không biết Si ở đây làm gì mà lâu quá không thấy về và cũng không thấy liên lạc tụi mình nữa. Đúng vậy, chắc là mê chơi bỏ bạn rồi đó. Lần này mà gặp, tôi phải hỏi cho ra chuyện mới được. Ừ, mình đi thôi. Ê, Si. Ủa, bạn sao vậy? Hai đứa tôi đứng ngay đây mà bạn đi ngang, không thấy gì luôn hả? Trời ơi, giả đoạn ngó lơ luôn hả? Mà bạn có khỏe không? Thấy tướng đi y như say rượu vậy? Thấy lạ lắm nha. Dạo này mới đi chút mà thấy khác rồi. Ừ, trông bạn có vẻ mệt mỏi vậy Si. Ơ, hả? Hả? Si, con mắt của bạn bị làm sao vậy hả? Si. Si. Không hả? Si. Bạn bè bao nhiêu năm nay, cậu chưa bao giờ đánh tớ một lần. Hôm nay cậu đánh luôn cả hai đứa mình. Được lắm. Ê, thôi mà Rod, tụi mình là bạn bè thôi mà. Bỏ đi. Cậu thật là quá đáng đó. Thôi, bỏ đi. Bạn bè không mà, chắc là cậu ấy đang mệt đó, nên mới vậy. Hãy mở tấm lòng của mình ra để tha thứ. Hả? Lost. Vậy chơi không? Chơi. Ê, bỏ, mình hết bỏ nhỏ rồi chơi. Nha. Bỏ đi, bạn bỏ bè dĩ chơi đi. Bị khùng hả? Bị khùng cũng nói tàn tiếng đi. Chứ. Ủa, đánh này là đánh hả? Chơi không? Chơi không? Không bạn bè chơi á. Không có suy xét gì chứ. Hả? Làm gì vậy? Hả? Mô chi? Si. Cậu bị khùng hả? Không lẽ nào cậu tính đánh hai tụi tôi thiệt hả? 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 Ê. Hả? Ủa? Cậu ấy. Cậu ấy bị làm sao kìa? Ờ. Lại coi thứ xem. Có sao không? Si. Cậu có sao không? Si. Ê. Sao vậy? Có sao không Si? Cậu bị làm... Hả? 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 Là sao? Tại sao? Sao lại tránh ra? Si. Si. Cậu bị làm sao vậy? Hả? Sao vậy bạn? Hả? Hả? Gì vậy? Cậu ơi, không khỏe hả? Ê. Hả? Si. Để tôi với. Để tôi. Đi đâu vậy? Lâu ngày không gặp, chắc các bạn quên cái thằng Erosan này rồi chứ gì. Biết lắm mà. Hả? Cái giọng này hình như là giọng của đại ca hay phải? À, đúng rồi, đại ca. Lâu quá không gặp, khỏe không đại ca? Ủa, sao vậy? Hai người là anh em thân thiết lắm mà tự nhiên bỏ rơi người ta vậy? Không có được nha, tính em ngộ lắm. Cái gì em hiểu em mới làm, không hiểu em không làm đâu. Em đã nói rồi, đại ca phải nói cho em hiểu em mới làm. Hả? Hả? Gì vậy đại ca? Mặt sao vậy? Ôi da. Ủa đại ca, tiếng đánh em vậy? Ôi vô duyên vậy. Chắc nha. Ủa anh Bốn, nay bị khùng hả? Không giỡn đâu nha, có gì nói cho em hiểu nha. Hả? Chơi thiệt hả? Em giỡn đâu, anh bị điên rồi. Mọi chuyện đang xảy ra đang rất là cấp thiết. Cả bốn xanh rất mạnh đều đã bị biến đổi. Chúng ta phải tìm cách ngăn cản bọn họ. Muốn ngăn cản bọn họ chỉ có hai sai mà thôi. Bây giờ vợ chồng tôi đi tìm virus, ông đi tìm sai còn lại đi. Ừ, vậy ông bà đi kiếm thằng virus đi. Tạm biệt sai vua. Error sai. Hình như là hả? Ông bà dê. Đúng rồi, trời ơi, cứu con với ông bà ơi. Bữa nay bốn không bốn miếng bị gì mà đè đánh con quá trời luôn. Hình như bị khùng á. Hay ông bà chữa bệnh khùng cho anh bốn không bốn giùm cái đi. Đánh quá trời luôn nè. Không chỉ bốn không bốn mà cả 5, 6, 7 đều bị như vậy hết. Tất cả đều bị biến đổi vào đêm trăng tròn. Hả?
bị biến đổi hả? Hèn chi trời ơi, đập quá trời luôn. Ủa vậy giờ tính sao không bà chị? Hiện tại chỉ có hai San có thể ngăn cản được bọn họ thôi, Ero à. À, ủa mà hai người đó là ai vậy bà chị? Là anh trai của con, Virus đó. À, anh Virus hả? Mà con sợ không được đâu. Cái anh đó, anh làm biến dữ lắm. Không sao, ta tin là có thể thuyết phục được anh trai của con mà. À, thôi cứ đi thử đi, biết đâu anh đồng ý. Đi theo con, để con dẫn đường cho. Ủa đi ông bà, sao còn đứng đó? Nhanh lên. Ê, ê, đây đây, tới rồi ông bà già ơi. Dừng lại đi, bay xuống đi. Ero-san, tại sao phải dừng lại? Ở đây ta có thấy ai đâu? Ông dê nói vậy là không hiểu ảnh rồi. Ảnh toàn chui dưới đất không à. Nè. Em có muốn kiếm đâu? Tại ông bà dê kêu em dẫn đi gặp anh á. Đúng vậy. Hiện tại bốn San cực kỳ mạnh ở Undertale đã bị biến đổi, nên gây ra rất nhiều nguy hiểm cho mọi người. Ta cần còn giúp một tay đó Virus. Lần này có cả 404 và 707, nên con phải hết sức cẩn thận. Ủa sao mọi người bay một hướng vậy? Đợi con với. Si ơi, Si, làm gì đi dữ vậy? Để tôi với. Trời ơi, cậu có sao không? Thấy cậu mệt mỏi lắm đó. Si, có sao không? Có gì nói tụi tôi nghe nè. Si. Hả? Sao mà tránh ra được? Tụi mình là bạn bè anh em không mà. Có gì thì nói với nhau chứ, đừng làm như vậy. Đúng rồi đó Si, có gì thì nói hai đứa mình nghe đi, tụi mình giúp được mà. Hả? Hả? Si, cậu hả? Bị làm sao nữa vậy? Hả Si? Sao không? Hả? Có sao không? Si, hả? Có sao không? Si. Hả? Hả? Cậu thực sự hơi quá đáng rồi đó Si à. Đúng vậy, nếu cậu tiếp tục như vậy nữa, hai đứa mình sẽ không nhịn nữa đâu. Hả? Ê. Ê. Được lắm. Ê. Ê. Sao vậy hả Si? Cậu tính ngộ ra chưa? Hay là để tụi mình tiếp tục hả? Tụi mình không muốn vậy đâu. Hả? Hả? Si. Ê. 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 Si, hãy mau dừng mọi chuyện lại đi. Đúng vậy, tụi mình không muốn mọi chuyện thành ra như thế này đâu. Hả? Si, cậu đang... Ê. 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 Không ngờ Si, cậu đang làm gì vậy hả? Tại sao lại dùng chiêu thức đó? Thật không ngờ mà. Cậu lại có thể nhẫn tâm đánh tụi mình mạnh vậy hả Si? Được lắm, tôi sẽ không nhịn bạn nữa Si. Tôi cũng vậy. Hí. Không có bạn bè anh em gì nữa hết. Hí. Si, tôi mong cậu sẽ dừng mọi chuyện tại đây. Đúng vậy, tụi mình chơi với nhau từ nhỏ, thân thiết biết bao nhiêu, bây giờ lại tàn sát lẫn nhau. Thật ra mình rất là buồn đó. Hả? Si, cậu... Thì ra cậu vẫn muốn tiếp tục hả Si? Bây giờ lưỡi hái này sẽ không nể tình bạn bè nữa đâu Si à. Ý... Dừng lại. Hả?
má. Ừ. Là mẹ thật sao? Mẹ, hổm gà mẹ không lên thăm con nhớ mẹ quá trời luôn á. Mẹ có khỏe không? Khỏe. Mẹ ơi. Ủa mà mẹ ơi. Ông này ông là ai vậy? Đây là ba của con đó. Hả? Là ba? Đúng rồi. Ủa mẹ cưới chồng hồi nào vậy? Cưới lâu lắm rồi con. Hả? Dạ ba. Trời con thương ba lắm luôn á ba. Ủa con Giang, sao cô lại ở đây? Để giải thích cho tụi con biết sự bất thường của 606. Hả? Si hả? À đúng rồi, cô Dê xem thử coi Xê đang bị gì mà gặp ai cũng muốn đánh hết trơn á. Hiện tại thì 606 đang bị biến đổi vào đêm trăng tròn. Các con thông cảm đi. Hả? Bị biến đổi vào đêm trăng tròn hả? Hèn chi đánh tụi con, hồi sáng tới giờ tụi con không hiểu gì hết luôn. Thật là nghĩ quan cho Si. Ủa vậy mẹ, có cách nào giúp Si trở lại bình thường hay không? Cách thì có rồi, nhưng từ từ để ta nói sau. Bây giờ các con hãy tạm lánh mặt của vợ chồng ta đi. Dạ. Đó mẹ thấy chưa, bị khùng lên nữa rồi kìa. Nó cứ như vậy hồi sáng tới bây giờ. Thôi đi con, nó có biết gì đâu. Cái thằng 707 này hổm gài quăng cả lên không trung, đến tận bữa nay mới rơi xuống đất. Mỗi thù này ta không bao giờ quên đâu. Ui da, gì mà đau dữ vậy ta. Nghĩ mệt. Nghĩ lại càng tức. Mình theo thằng 505 bấy lâu nay, hôm qua nó đánh mình như một con cờ hổ. Đừng để tao gặp lại mày nha, cái thằng Ronaldo pha kè. Anh Miss anh, cứu em với anh Miss ơi, anh ơi cứu em. Sai anh. Chính em. Sao không nằm ở nhà ngủ mà lại ngủ ngoài đường vậy hả? Trời ơi, em có ngủ đâu. 505 đánh em ra nông nổi này đó. Hả? Tại sao nó lại đánh người? Em cũng có biết gì đâu. Đang ngắm chàng vui vẻ, tự nhiên nói khùng lên, đánh người ta quá trời luôn á. Anh Mít ơi, anh trả thù giùm em với anh Mít. Hả? Mày rảnh quá. Chuyện của mày với thằng 505 thì tự lo với nhau đi. Tự nhiên kêu tao trả thù. Mà nè, thằng 505 nó yếu siêu à. Mày cũng làm không lại nó. Coi lại bản thân đi, thật là đáng xấu hổ. Hả? Rồi, tới công chuyện rồi Mít ơi. Cái thằng này đứng đây hồi nào làm tao hết hồn mày. Tao hết hồn thôi, chứ tao không có sợ mày đâu nha. Nghe nói mày bị khùng hả? Ơi, giỡ mày đập tao đi, mày đánh tao đi. Trời ơi. Ây da. Mày dám đụng tới thằng Miss anh này là mày tới công bình. Ôi, vậy mà nãy nói người ta yếu. Mày im đi. Tại tao hơi mất tập trung nên vậy thôi. Xem tao xử cái thằng 505 cờ hó này nè. Hút linh hồn thần chủ. Sắp có đánh nhau to rồi. Gán lết đi coi mới được. Năm cùng năm này, đúng lúc ta đang ngứa tay người chỉ là con số không tròn chỉnh chứ không phải là số 5 đâu. Từ đánh mấy anh ơi, đợi em lớp tới coi với. Hey.
chưa hết đâu hàng năm kia. Hay quá anh Miss ơi, trả thù giùm em đi. Ui da. Được lắm. Xem ra ta hơi kinh thường nó rồi. Phải dùng hết sức chơi nó mới được. Bây giờ ta mới chơi hết mình với ngươi nè. Được chỗ đó đi. Đúng rồi, chơi hết cây luôn đi anh Mít ơi. Hả? Rồi rồi, xong em rồi em Năm ơi. Hôm nay ta sẽ cho người nếm tịch tịch kỷ mới của Miss Santa này. Bây giờ thì ngươi đã thấy sức mạnh thật sự của Miss Santa rồi đó. Wow, quả nhiên thật là lợi hại. Hay quá anh Miss ơi, tiếp tục cố gắng đi. Em có nói em không biết chân em bị câm rồi, Hả? Chuẩn bị làm gì vậy ta? Hả? Cái gì? Trời, nguyên cái đầu sói khổng lồ luôn. Ngươi làm cái trò đi trò hồn gì hả Năm không Năm? Wow. Công Năm này không biết hắn học chưa đó ở đâu ra. Sao mạnh dữ vậy? Hả? Ngươi tính làm gì hả? Hả? Gì mà giả mang dữ vậy? Thôi, giả chết là thượng sách. Hả? Hắn đi rồi. Trời ơi, anh Mít ơi, anh có sao không? Sao nằm một đống vậy? Anh Mít ơi, anh còn sống không anh Mít ơi? Trời ơi, tự nhiên lăn ra nằm vậy. Đánh với nó không lợi thì chạy đi. Đứng ra thể hiện làm cái gì? Giờ nằm một đống vậy nè anh ơi. Thôi, đã đến nước này thì không còn cách nào khác. Em nằm chung cho vui. Chán quá pháp sư ơi, từ lúc tụi mình bị chó dí tới giờ không thấy thằng Error biến đổi nào để mà mình thể hiện hết á. Đúng, không thấy đứa nào hết trơn, chán ghê thiệt. Mà pháp sư nè, cho em hỏi cái, nếu mà mấy thằng Error bị biến đổi gặp ai cũng đánh đúng không? Ừ. Nếu mà tụi nó gặp nhau thì không biết tụi nó có bập nhau không ta? Ừ ha, cũng đúng. Em cũng đang thắc mắc á.
đã hết tập này rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để đón xem tập tiếp theo nha. Nhớ ủng hộ team tại shop áo thế vũ.com. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mùa hè đến rồi nên Pháp Sư đã tung ra một chương trình khuyến mãi cực kỳ khủng cho các anh em, đó là giảm giá đồng hồ 109k còn 99k, còn cực sốc hơn nữa, khi mua 4 áo trở lên Pháp Sư sẽ tặng cho các em một cái đồng hồ báo thức luôn. Còn chần chờ gì nữa mà không, ghé ngay shop áo thế vũ.com để sẵn hàng các bạn ơi.